Vietnamese with Ease 1. A simple, interesting and practical book to learn Vietnamese. Published by Vietnam National University Press, Hanoi. This recording is copyright. Bài 12. Bây giờ là 7 giờ sáng. Thực hành 4. 1. Thức dậy. 2. Tập thể dục. 3. Ăn trưa. 4. Đi làm. 5. Đi ngủ. 6. Học ở trường. 7. Đọc báo. 8. Tắm. 9. Buổi sáng. 10. Buổi trưa. 11. Buổi chiều. 12. Buổi tối. Hội thoại và ngữ pháp 1. Chị Eri ơi, mấy giờ rồi ạ? Bây giờ là 8 giờ em ạ. Thế ở Nhật bây giờ là mấy giờ ạ? Ở Nhật bây giờ là khoảng 10 giờ. Thực hành 6. 1. Em ơi, ở Hà Nội bây giờ là mấy giờ? Bây giờ ở Hà Nội là 5 giờ chiều. 2. Chị Eri ơi, bây giờ ở Tokyo là mấy giờ ạ? Ở Tokyo bây giờ là 7 giờ tối. 3. Ở Paris bây giờ là mấy giờ? Ở Paris bây giờ là khoảng 11 giờ trưa. 4. Chị Linda ơi, ở New York bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Bây giờ ở New York là khoảng 5 giờ sáng. Hội thoại và ngữ pháp 2. Mai ơi, hàng ngày em thường thức dậy lúc mấy giờ? Em thường dậy lúc 6 giờ sáng. Sớm thế, thế mấy giờ em đi làm? Khoảng 7 rưỡi ạ. Công ty em làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ? Công ty em làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ạ. Thực hành 9. 1. Mấy giờ em đi học? Em đi học lúc 8 giờ sáng ạ. 2. Mai ơi, em ăn trưa lúc mấy giờ? Em ăn lúc 12 giờ trưa ạ. 3. Chú thường đọc báo vào lúc mấy giờ ạ? Chú thường đọc báo vào lúc 9 giờ tối. 4. Chị Eri ơi, mấy giờ chị tập yoga ạ? Khoảng 6 giờ chiều.